Ơi, không ăn thì đói, ăn thì ngán. Bình ơi. À, mẹ. Mẹ lên mẹ. Đây nè. Cái gì vậy? Thôi mẹ. Con bị sao vậy? Con đói bụng. Thì ăn cơm đi. Nó không có gì. Ủa mà sao tự nhiên ăn cơm hộp là sao? Trời ơi đi nè, mẹ cũng mang vừa đồ ăn lên cho con lắm. Con dặn là mẹ làm chà bông cho con nè, rồi làm thịt heo cho con nè, làm tất cả những cái món con dặn đó là mẹ làm hết rồi, nên là nguyên một giỏ này cho con luôn. Mà nè, mẹ hỏi nè. Thì có mẹ thương con. Cho mẹ không thương con thương ai, cái thằng này thiệt à, nhõng nhẹ. Mẹ ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ đừng có đụng vết thương của con mẹ. Ừ, mẹ đang tính hỏi đi nè, cái chân con sao rồi, chừng nào lành mà tự nhiên con gọi mẹ phải lên gấp là sao vậy, có chuyện gì hả con? Bác sĩ nói 1 tháng nữa mới lành. Nên cô gọi điện cơ mẹ lên chăm sóc cho con 1 tháng nè. Mà sao lúc gọi điện thoại con không có nói? Rồi để mẹ còn sắp chuyện. Chứ bây giờ rồi ba con ở dưới rồi sao? Trời. Ai chăm sóc cho ba con, ai nấu nướng cho ba con? Ba con thoát được mẹ, ba con mừng rồi. Mẹ suốt ngày càm ràm, ba cũng... Ủa mà sao tự nhiên bắt mẹ lên đây chăm con là sao, còn vợ con đâu? Đừng có nhắc gì với vợ con đó, mẹ thấy không? Đó, đó, vợ đó, chăm sóc chồng kiểu đó đó. Sáng á, mua cho con hộp cơm mày để đây nè. Ăn không ăn thôi, ngày nào cũng có món này không mà sao con ăn. Rồi tối về bắt được miếng cơm cũng vậy luôn, tự ăn đi. Cái gì mà kỳ cục vậy, vợ con gì kỳ cục vậy? Nay không được rồi, mẹ phải nói đó thôi. Chứ cho dù á trong lòng có gì buồn bực hay là hai đứa cãi nhau đi nữa thì chồng bị tai nạn như vậy thì cũng phải ráng mà chăm sóc chồng chứ. Tuy rằng là nó đang trong cái giai đoạn mà con còn nhỏ, chăm sóc nhiều, nhưng mà không lý nào mà không thể chăm sóc chồng được. Mẹ ơi, con có đọc sách, con có nghiên cứu hết, không có giai đoạn gì trơn á. Lúc mà mới sinh con á thì con còn nghĩ à chắc là vợ con á bị bệnh tâm lý của người phụ nữ sau khi sinh, thì con cũng cam chịu, ơ không sao, con cũng mà cũng lo lắng cho. Mà không phải người mẹ, con đợi nè, thời gian tới lúc đi làm rồi hả, bệnh càng ngày càng nặng, tới bây giờ đó đó, vợ chứng vợ khỏe nè, có chăm sóc gì cho con đâu, bỏ bê vậy. Con nghi lắm, con nghi lắm nha mẹ. Nghi cái gì? Vợ con có bồ. Cái gì? Vợ con có bồ nên mới đối xử với con như vậy. Cái gì mẹ có thể là tha thứ được? Chứ còn cái chuyện mà bồ bịch trong lúc con còn nhỏ, chồng bị thương như vậy là không thể chấp nhận được. Tức quá. Ủa? Mẹ. Mẹ mới lên hả? Ừ, mẹ mới lên. Con ngồi xuống đó đi. Con về đúng lúc lắm đó. Mẹ đang muốn nói chơi chuyện với con đây nè. Dạ. Vân nè, chồng con vừa mới nói với mẹ là từ lúc nó bị tai nạn tới giờ con đối xử với nó rất là tệ. Con không chăm sóc nó luôn, thậm chí còn bỏ về bên mẹ con để ở nữa. Có đúng như vậy không? Dạ anh nói đúng, không có gì sai hết đó mẹ. Đó, mẹ thấy không? Cái gì kỳ vậy con? Lúc nó dẫn con về, nó xin mẹ cho nó cưới con làm vợ. Mẹ thấy con xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn, mẹ rất là vui. Tụi con cưới nhau chưa được 2 năm nữa, cháu của mẹ đang còn nằm ngửa. Vậy mà tại sao con lại thay đổi tâm tính như vậy hả con? Bây giờ con muốn cái gì con nói mẹ nghe coi. Con muốn ly dị. Con nói cái gì? Mẹ. Con bình tĩnh lại. Đỡ cái chân con xuống mẹ. Bình tĩnh lại con à. Nè, cô nói cái gì? Cô nói lại cho tôi nghe coi. Tôi không phải là người nói ra câu đó thì cô không được quyền nói ra câu đó.
cô lấy cái quyền gì cô ly dị tôi? Cô đối xử tệ bạc với tôi về cô có quyền cô ly dị tôi à? Đó mẹ thấy không, con nói đúng không? Có bồ. Con xin thề với mẹ, từ ngày mà con quen cho đến lúc con cưới anh Bình, chưa bao giờ con có tình cảm với một người đàn ông khác. Chuyện gì á cũng có nguyên nhân của nó hết đó mẹ. Ủa, giờ này trễ rồi anh còn đi đâu nữa vậy? Anh có hẹn với mấy bạn đồng nghiệp công ty á. Hôm nay á, đại tụi nó nhậu, mừng anh lên chức ba. Anh đi nha. Thôi đi anh. Bữa nay á, anh ở nhà phụ em chăm con đi. Anh làm gì biết chăm con? Nè, em mới sinh, con còn nhỏ lắm, rồi tay chân anh vụng về vậy nè, làm sao anh chăm được? Ủa, bà ngoại đâu rồi? Em cho mẹ về nhà rồi. Mấy bữa nay á, ngày nào mẹ cũng canh em hết trơn á. Em thấy mẹ mệt quá, nói thôi mẹ về nhà ngủ đi. Không có người chăm, không có người giúp, em cũng tài lanh nữa. Thôi, em tự lo đi. Anh đi đi. Anh, hôm ấy á, anh ở nhà phụ em đi. Sữa hồi chiều á, mẹ có để trong tủ lạnh rồi đó. Khi nào con nó khóc quấy á, anh lấy anh hâm sữa giùm em được rồi. Em nè, mấy cái chuyện này anh đã nói anh làm không được. Anh sao vậy? Anh không biết em là đẻ mổ hả? Bây giờ em đẻ mổ, em đi đứng rồi khó khăn, sao mà em có thể đi pha sữa cho con được? Nói tới chuyện này nè, anh chưa nói chuyện với em đó. Tại sao vậy? Tại sao em không đẻ thường mà em đi chọn đẻ mổ làm chi? Bao nhiêu người khác người ta vẫn đẻ thường kìa. Trời, là do em khó sanh cho nên bác sĩ mới nói em là đẻ mổ đi. Chứ không thì em, nếu mà em sanh được bình thường thì em đã sanh rồi. Em hay quá à. Anh biết tính em sợ đau đúng không? Em sợ đau nên mới yêu cầu bác sĩ đẻ mổ, để cho bớt đau. Anh nói gì vậy? Bác sĩ nói là em không sanh thường được cho nên bác sĩ mới kêu em mổ mà. Thôi được rồi, không nói với em nữa, giờ anh phải đi. Trễ giờ rồi nè. Mình là chủ tiệc, mình mời người ta tới mà giờ tới trễ kỳ lắm. Thì bây giờ anh hẹn với lại mấy ảnh á khi khác đi. Còn nếu không á thì để ra tháng đi, rồi có gì á em làm ít mồi á anh rủ mấy bạn anh. Em sao vậy? Em sao vậy? Từ nãy giờ em kiếm cớ là không muốn cho anh ra khỏi nhà. Anh nói gì vậy? Anh nói là anh không biết chăm con. Cũng tại em, tất cả tại em hết em biết không? Em đẻ thường như người ta đi thì em còn sức khỏe, em vẫn đi đứng bình thường được. Bao nhiêu người sanh xong người ta vẫn đi đứng, người ta vẫn chăm lo cho gia đình được. Tại sao em sanh xong rồi em giống như một bà hoàng vậy? Em muốn mọi người là phục dịch em, mọi người phải qua đây chăm sóc cho em. Tại sao vậy? Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Em cũng đâu có muốn là phải cái gì cũng phải nhờ vả người này nhờ vả người kia đâu. Tại do em đi đứng không được, em khó khăn mỗi lần di chuyển là anh biết cái vết mổ nó đau tới cỡ nào. Anh đâu có phải là phụ nữ, anh đâu có sanh đẻ. Cái này là do em chọn thôi, em chọn đẻ mổ thì bây giờ em phải chịu thôi. Thôi anh không cãi với em nữa, em tự lo mấy việc đó đi. Còn nếu em muốn á, ngày mai anh sẽ mướn người. Buổi sáng là mẹ giúp đúng không? Buổi tối anh mướn người tới đây phục dịch cho em. Em sai gì người ta làm đó, chứ anh không có khả năng đó, được chưa? Bây giờ tôi đi. Tại sao lại như vậy hả con? Mẹ có dạy con như vậy không? Hả? Tại sao con lại tệ bạc đến mức như vậy? Mẹ nghe câu chuyện xong mẹ còn đau lòng. Mà tại sao con là chồng của nó, con là cha của con, mà con có thể hành động như vậy được hả con? Chuyện này là mẹ không thể nào tha thứ cho con được đó Bình à. Chưa hết đâu mẹ. Qua ngày hôm sau á, ảnh dọn qua khỏi phòng khác để ở. Ảnh lấy cái lý do là ngày mai á anh còn phải đi làm, anh cần một cái giấc ngủ ngon. Bởi vì á con nó cứ khóc hoài à. Tôi nhức đầu quá, tôi mệt quá, tôi không thể nào ngủ chung được. Anh xách gói qua phòng khác ngủ liền. Bỏ mặt con, đêm con quấy khóc, lớp nào là lo cho sữa con, rồi lớp nào là con nó khóc, con cũng không biết phải làm sao với một mình. Vậy mà anh sao? Anh qua phòng kế bên nó ngủ một giấc rất là ngon. Mẹ con á vì xót con thương cháu cho nên mới dọn qua ở với con cả tháng trời. Anh thấy mẹ con vừa qua anh kêu là người giúp việc nghỉ làm đi. Tại vì có mẹ con chăm rồi, muốn người giúp việc chi nữa là tốn tiền. Con tệ quá Bình ơi.
Tại sao lại như vậy hả con? Con có biết người phụ nữ khi sanh á là rất cần sự chia sẻ không? Nếu như con cần sự giúp đỡ hay là thời gian làm việc của con á không đủ để chia sẻ cùng vợ con thì con hãy gọi mẹ để mẹ giúp con chứ. Tại sao con lại có thể làm như vậy, hành động như vậy hả con? Con quá tệ luôn rồi Bình ơi. À, mẹ ơi, mẹ, con đang bị thương á mẹ. Mẹ có đánh cũng nhẹ nhẹ thôi mẹ ơi. Con đang bị thương, mẹ đánh con một cái như vậy con đau đúng không? Ôi nha mẹ. Vậy con có nghĩ ra được cái cảnh mà lúc vợ con nó mới sanh nó đau đớn như thế nào, và cái thái độ hành động đối xử của con như vậy nó sẽ đau đến như thế nào hay không? Cái chân của con bị thương như vậy á là ông trời có mắt, ông trời trả báo cho con đó. Mẹ, con không có lời nào để nói với mẹ nữa đúng không? Xin lỗi vợ con đi. Anh thật sự là anh không biết là anh không cần phải nói nữa. Tôi đã chờ cái lời xin lỗi này từ rất lâu rồi, chứ không phải đến đợi ngày hôm nay. Nhưng mà dù muộn cũng như còn hơn không mà em. Cho anh xin lỗi, anh hứa kể từ ngày hôm nay á đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, cùng em chăm sóc con. Anh không có bỏ bê, anh không có lẩn tránh cái trách nhiệm của mình nữa. Anh sẽ sống đúng với chuẩn mực của một người đàn ông có gia đình rồi, có con rồi. Chuẩn mực của người đàn ông á. Ngày gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ